chào các bác yêu danh trên toàn quốc nha. Hiện tại thời gian đón xuân năm 2024 đến gần. Hiện tại giờ là 10 giờ đêm rồi, nhưng mà JK chúng em vẫn đang phục vụ các bác để đón xuân được vui tươi hơn. Nên anh em chúng ta cũng vất vả trong đêm muộn rồi vẫn đến lắp đặt cho các bác các dàn âm thanh để đón Tết. Và hiện tại thì anh em JK chúng em đang có mặt tại khu Xuân Lưu, thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa để lắp cho anh Minh bộ dàn karaoke. Vâng, cũng là muộn rồi thì cũng chúng em cũng xin phép là mời các bác theo chân chúng em vào trong không gian nhà anh Minh để tham khảo và trải nghiệm bộ dàn lắp cho anh Minh ngày hôm nay. Và đây là không gian của nhà anh Minh. Vâng, bộ dàn của anh Minh ngày hôm nay gồm có đôi loa B12 và đồ và đẩy X22 và mic VK321. Vâng, và đây là không gian nhà anh Minh. Tôi xin mời các bác và anh em chúng ta thưởng thức ca khúc Tìm Em Câu Ví Sương Lam Minh, chủ nhân của bộ dàn ngày hôm nay sẽ hát tặng các bác. Yeah.